Khổ qua về nấu canh. À, các bạn thấy bao lì xì dễ thương không nè. Con chuột này bự siêu to khổng lồ luôn. Mình cũng lấy bao lì xì nè để lên cái cây trúc của nhà mình nè. Thì các bạn thấy là cây trúc nè có rất có không khí Tết luôn. Để trưng ở một góc phòng khách rất là dễ thương luôn. Đây là khu chợ tàu tại thành phố Mississauga, là thành phố nhỏ kế bên cạnh Toronto nè các bạn. Thì hôm nay mọi người đến đây mua đồ Tết rất là đông luôn. Và hai tụi mình cũng mua được một số món ăn cho ngày Tết và một số đồ trang trí Tết. Và lát nữa về nhà thì mình sẽ cho các bạn xem là tụi mình đã mua gì nha. Thì các bạn thấy là wow, xe đông quá trời luôn, không có chỗ đậu xe luôn. What is this? Vô lòng nè các bạn, vô lòng rồi có nem nữa nè. That's good. Get it. Yeah. Mình ăn bánh tiêu không? Yeah, okay. Hôm nay, Dylan và mình đi chợ Tết của người Việt và người Hoa tại thành phố Mississauga, một thành phố nhỏ kế thành phố Toronto. Thì hôm nay, sau khi tụi mình mua xong bánh chưng và mua được một số đồ ăn để làm nấu ăn trong dịp Tết này, thì bây giờ tụi mình sẽ đi qua khu vực bên đây để mua những đồ dễ thương trang trí cho ngôi nhà của tụi mình. Thì tụi mình đang lựa con rắn nè, con ngựa nè và con chuột là cái tuổi của trẻ Linh, mình và em bé. Ngoài ra các bạn thấy khu vực này bán rất nhiều gấu bông hình con chuột rất là dễ thương, bởi vì năm nay là năm con chuột mà mọi người.
Rồi ở khu vực này thì bán những cái lồng đèn nè, những câu đối của người Hoa, rồi những con mèo, rồi hình ông thần tài nè, rất là dễ thương luôn. Nói chung là bán rất là nhiều đồ, làm cho mình có không khí ngày Tết đang gần kề và nhớ lại hồi xưa cứ mỗi lần Tết thì đi theo ba mẹ ra khu quận 5 của Sài Gòn để mua sắm Tết. Rất là vui luôn mọi người, và mọi người nhà nhà mua sắm Tết ở đây cũng rất là vui. Ngoài ra thì tụi mình còn mua thêm bao lì xì để lì xì cho các bạn nhỏ ở trong trường học của mình nữa các bạn. Thì ở đây cũng có bán các loại hoa, hoa đào, hoa mai giả để trưng Tết nè mọi người. Bao lì xì thì tất cả các loại luôn, dành cho người lớn rồi dành cho con nít trang trí, nói chung là rất ưa là dễ thương. Nào các bạn thấy đây là khu chợ tàu tại thành phố Mississauga, là thành phố nhỏ kế bên cạnh Toronto nè các bạn. Thì hôm nay mọi người đến đây mua đồ Tết rất là đông luôn. Và hai tụi mình cũng mua được một số món ăn cho ngày Tết và một số đồ trang trí Tết. Và lát nữa về nhà thì mình sẽ cho các bạn xem là tụi mình đã mua gì nha. Thì các bạn thấy là wow, xe đông quá trời luôn, không có chỗ đậu xe luôn. Và khu vực này thì cũng có rất nhiều người Việt Nam sinh sống nè các bạn. Nên là khu này thì bán tất cả các đồ ăn Việt Nam luôn. Thì hồi nãy mình đã mua được bánh chưng, bánh tét, chả cá, lạp xưởng nè các bạn, khổ qua để về làm đồ ăn. Rồi và bây giờ hôm nay cho các bạn xem là hai vợ chồng mình mua được gì nha. Mua được lạp xưởng để ăn Tết nè các bạn. Đó. Mua được một cái bánh chưng, một cái bánh tét, rồi một cái chả, một cái chả cá các bạn, một cái chả cá, rồi mua được dồi heo nè các bạn. Dồi heo lâu lâu ăn với cháo cũng rất là ngon. Còn bánh dày thì mình thèm mình mua. Rồi mua được dưa món để ăn Tết nè, chả lụa tiêu tỏi, rồi mua thịt để làm thịt kho tàu nè các bạn, rồi mua thêm khổ qua để nhồi, rồi bắp cải để làm cháo gà và một trái bưởi đó. Và mua nhiêu đây các bạn? Thì hồi nãy là hình như là tất cả là 90 đô các bạn, bởi vì đa số mắc là ở cái bánh chưng nè. Cái bánh chưng ở Canada thì bán cái bánh chưng này 15 đô, bánh tét cũng 15 đô luôn. Còn để trang trí cho nhà thì tụi mình mua được là con rắn nè, là tuổi của Dylan, con chuột là em bé sắp ra đời của tụi mình nè, rồi con ngựa là tuổi của mình, và mua được cái bông cúc để trưng Tết nè các bạn. Nhìn rất là dễ thương luôn, thì trưng vô thì nó sáng lên căn phòng của nhà mình nè. Ngoài ra thì tụi mình còn mua được cái con cá lồng đèn này để trưng trong phòng ngủ của hai tụi mình cho nó có không khí Tết nè các bạn. Thấy là làm con cá mà có trái banh lồng đèn ở giữa nè, rồi có thêu hình con chim nè, con chim phượng hoàng rất là dễ thương luôn. Và Phương còn mua được bao lì xì để lì xì cho các bạn nhỏ trong trường học của Phương nè. Các bạn thấy dễ thương không? Mình cũng lấy bao lì xì nè để lên cái cây trúc của nhà mình nè. Thì các bạn thấy là cây trúc nè, có rất có không khí Tết luôn. Để trưng ở một góc phòng khách, rất là dễ thương luôn. Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho Dylan và mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của hai vợ chồng mình nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mừng năm Chúc mừng năm mới. mới. Vạn sự như ý. An khang thịnh vượng.
phát tài phát lộc. Bye bye. Happy New Year. Happy New Year.